ok nè, chắc chắn là nó sẽ để trong cái túi này rồi. Em coi thử. Biết ngay, ok nè, đây. Wow. Giàu vãi cả đái. Mua hẳn Pro Max mà im re. Trời ơi, chắc là sợ rửa đây anh em cho nên im đây. Ok, sẽ bỏ lại. Ghê thiệt. Công nhận, giàu. Giá mà. Con giỏ nó đây làm gì? Dạo này kinh tế có vẻ khá quá nhỉ. Thì sao, quay cái gì á? Có tiền nó cho mượn 44 triệu. Mua iPhone 11 mà. Mày đua đòi à? Có thêm mua đứa nào mua iPhone 11 là đua đòi à? Tao mua iPhone 11 để phục vụ cho công việc. Ô thế là mày mua iPhone 11 à? Ô thế là mày mua rồi à? Chưa. Chứ thế mày vừa bảo đây. Chưa mua. À, cái gì rồi chứ mà mua? Vài tháng nữa à? Đố mày biết bây giờ iPhone 11 Pro Max bao nhiêu tiền? Bốn mấy chính xác? 39 thôi. 39 gì? 39 triệu. Tao iPhone Pro. 42 triệu đấy. Đấy là cao. Tao 42 triệu, mày quay cái gì? Thôi bố mày thấy hết trong túi cái giỏ của mày rồi. Thấy gì? Thấy cái iPhone của mày rồi. Mày mua iPhone mà không rửa bạn bè gì cả. Không rửa nó hư sớm nè. Rửa đi. Cũng... Ngoài đầu này có quán em. Không, ăn đây cũng ăn nhiều rồi, cũ rồi. Bây giờ cần những cái thiết yếu thôi. Thứ nhất là áo hơi cũ. Một cái áo mới. Người ta bảo thay áo là thay lòng. Tao mà mua áo cho mày là mày thay lòng tựa giả với tao. Thế thì bây giờ tóc đi. Tóc cũng khá là dài mà nhìn còn hơi xù xù này. Bây giờ đi thay đổi một kiểu tóc mới, mày phải trả tiền cho tao. Ok không? Phải mình câm mày thôi, đã bỏ ngay bỏ ngay nhá. Bây giờ tao sẽ lựa tỷ mày, tao đi cắt tóc, mày trả tiền cho tao nhá. Cắt ở đâu? Ok. Sau khi cắt tóc xong thì không mua quần áo thì một chầu ăn uống nhẹ nhẹ nhá. Cắt tóc ở đâu tao chọn thôi. Cắt tóc thì đại quán nào ngoài đây nè. Cắt tóc nếu mà nhuộm nữa thì cũng cỡ 1 triệu thôi. 40 mấy triệu khao bạn có 1 triệu bình thường đúng không? Ok. Thôi nha, thế nha. Bây giờ tao về tao thay đồ nhá. Hẹn gặp lại tí nữa, gặp lại nhá. Cho chẳng mua 4 bộ, mua 3 bộ. Bây giờ trong này hàng đồng giá 30 ngàn, 30 size là đồng giá 30 nghìn một bộ. Đây, vào đây mua đây. 30 size hàng đồng giá, ở đây cắt tóc nha. Ta còn thấy mấy cái này này nha. Mấy cái này là cái gì? Mấy cái đó. Vào đây mua đồ chứ. Thôi mua đồ đây, một bộ nữa thôi. Mua đồ gì? Bây giờ mày nói đi. Mày thèm cắt tóc đúng không? Tóc dài quá rồi. Cắt tóc quá rồi. Vòng tay lại ạ đi. Cắt tóc. Vòng tay lại ạ. Hàng em là cắt tóc. 100 nghìn thôi, mình đối xử với bạn bè như vậy. 100 nghìn đâu là tiền. 100 nghìn mà nhìn sang thế này á. Thế thì quan trọng là 4 nghìn là 100 nghìn là cắt thôi đúng không? Mình bị gội đầu này nọ đó. Không hết luôn, một tất cả mà tới 100 nghìn. Ơi, bắt tay cả anh ơi. Ui dồi ôi. Quên à? Anh em ngày xưa thời còn ăn cắp vặt, biết xin gì đâu, khỏi ăn cắp vặt. Không trả lời em một câu gì cả. Hôm thì tự bỏ tiền. Hôm nay thì có một số luôn. Một số người thì họ cũng giàu mà. Họ cũng bỏ 40 triệu mua một cái điện thoại. Thì cắt ở đây có 100 triệu mua điện thoại thì đích. Em nghĩ là phải điện thoại mới ra là iPhone đúng không? 11 Pro Max thôi, em không có gì nhiều. Ai chà, thế thì phết quá. Thì mà em nghĩ thì vào đây cắt cái đầu tóc 100 nghìn mà từ sáng đến giờ này nó hơi nhiều đấy. Đây là quen em đó. Không mà à. Sao hôm nay ở đây làm gì? Hôm nay em định qua ở gội đầu đi thăm mấy anh em ngày hú ngày sinh ở đây. Thế hả? Ôi thế hôm nay anh cắt kiểu tóc gì á? Thì bao nhiêu lần anh cắt gì thì hôm nay vẫn cắt vậy thôi. Cạo.
chỉ có khác là hôm nay anh không phải trả tiền thôi. À vẫn như mọi hôm. Thế anh thích cách kiểu gì nào? Mohican nhưng mà hôm đấy vẫn thích Mohican à? Đúng rồi. Là bởi vì anh đã băng nhiều rồi, cắt Mohican ngắn ngắn rồi, vì lên vuốt phát cho nó xong nó đơn giản. Mohican đây này, trước cái Mohican rồi giờ nó dài rồi lên đây này. Nhuộm vẫn nhuộm không? Không, điền chả trâu nhuộm, tao ghét mình nhuộm chả trâu, ghét mình nhuộm. Thích Mohican thì ok luôn. Mohican ok, okay. Mohican luôn. Thế bây giờ là chuẩn bị vào đầu đúng không anh? Ừ. Ok rồi, để xem nào. Thế bây giờ đây cũng hơi đông nhỉ, này hơi đông đấy. Đây bây giờ anh mời gội đầu trước thôi. Ok, thì anh cứ đi trước đi nhá. Đó, bây giờ anh cũng có đồ rồi. Nhưng mà có thể là ngày hôm nay em đang ở trong Sài Gòn mà anh Vĩnh đi cắt tóc, trả ơi em một câu trong khi anh em chơi với nhau lâu rồi. Thế hả? Rất là muốn chôn anh Vĩnh ngày hôm nay. Hay là cạo chọc đi. Cạo chọc sao em nhủ mỗi bên một màu. Đúng không, cạo chọc không để mỗi bên màu được. Chị đùa á, chứ hôm bữa chị có coi cái bộ sưu tập mới á. Yeah to shine. Đúng rồi, có cái kiểu mà có bốn phần á. Kiểu đó chị thấy đẹp. Đẹp hơn là mấy cái cũ à, Vĩnh làm. Kiểu đấy thì sẽ rất hợp với anh Vĩnh. Thì bạn anh Vĩnh to nên là kiểu đấy sẽ cân đối hơn, nằm mặt có mặt ngắn hơn mặt và mặt nó không bị to ra nữa. Mặt bành ra. Anh Vĩnh cũng làm các kiểu mươi căng. Trời ơi, em cứ làm kiểu kia đi, không biết đâu. Thế bây giờ em ra bảo bạn stylist là làm kiểu sức hồn xoăn nhé. Ừ, nhưng mà em đừng nói nhiều nó hết đó, em cứ làm thôi, không sao đâu. Chắc chắn là kiểu đó đẹp với anh Vĩnh rồi. Nhưng nếu như anh Vĩnh em thích kiểu mươi căng hơn thì không thích. Chị chịu nhá, em không chịu mắng đâu. Nhưng mà chắc không sao đâu, bởi vì là đẹp thì thấy kiểu nó đẹp hơn mấy cái ca cũ á. Ok, quyết định nhá. Em là bạn với cả stylist nhá. Nhưng mà anh hôm nay cái tội là đến mà không ới em một câu khi mà em vừa bay vào Sài Gòn xong. Thì đây hôm nay thì anh ngồi im cho em quay phim suốt từ sáng đến giờ. Dối quá. Hả? Anh làm em dối rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt môi can anh ạ. Anh Vĩnh rất là thích môi can và lần nào đến 30 sáng cắt môi can luôn. Thì anh xem là bây giờ môi can thì mình sẽ cắt như thế nào nhỉ? Ờ, cắt đi. Chứ phải không thấy cái chốt đấy đấy. Ờ. Hồi nãy thắc mắc tại sao mà Mohican mà bữa nay lại có cái này nhỉ? Đây này. Này là uống mà. Tao biết cái gì không? Mất thêm mà hả vài triệu mua có dưỡng ấy. Cái gì? Ghê à? Một nhiều mà một đầy đầu ghê kinh. Cái này là dưỡng à? Dưỡng là mới đây. Dưỡng.
chắc hả? Chắc hả? Dưỡng à? Mày đã thề luôn. Dưỡng làm gì? Tóc đang khỏe mà. Dưỡng làm gì? Không bao giờ có tiền. Ủa mà Dưỡng thì nó gọi Dưỡng sao lại Dưỡng lại lấy cái đồ sùm sùm thế? Ấy. Cái này Dưỡng mà. Dưỡng mà anh yên tâm đi, nhìn trong anh này trùng nát của mày. Thế này nè, tại vì nếu mà Dưỡng mà cái đầu thì mày đúng là da đầu của mày không tốt, cho nên là Dưỡng ở trong cái này thôi. Được không? Dưỡng cái phần này thôi chứ không có dưỡng vào trong da. Nghe chưa? Này thì không thấy nó rát. Thuyết phục không anh? Thuyết phục không? Ok ok. Rồi, dưỡng tiếp đi. Mình dưỡng tiếp xong. Hôm nay có cái biểu diễn hơi lạ. Đâu phải Mohican đâu đúng không? Dạ, cái này là sport. Ủa? Chứ em nói cắt Mohican mà. Hèn gì lúc nãy là anh uống cái này uống rồi mà ta. Dạ, lúc nãy anh Hưng có trao đổi em và anh muốn em cắt kiểu sport cho anh. Ủa gì kỳ vậy anh cắt Mohican mà. Hưng với ai nói em? Dạ, chị đi chung với anh. Hưng ơi. Hằng ơi. Em đây anh ơi. Đẹp ở đây. Được mà. Ôi. Nhìn đi. Đẹp. Đó em đang nhìn đây. Đẹp gì? Đẹp. Anh hôm nãy anh bảo sao? Anh bảo là cắt mươi cán. Em nhìn đi, cái đầu anh bây giờ là đầu gì? Đầu ấy. Không, anh không đùa nha. Lúc nãy anh nói là cắt Mohican đúng không? Anh cũng có nói với bạn tóc là anh chỉ thích Mohican thôi. Anh là người thích đá banh, anh thích Mohican, anh thích nó gọn nhẹ. Đúng không? Thế bây giờ tại sao ra cái kiểu này? Kiểu này là anh không có thích cái kiểu này, đừng có đùa với anh kiểu như vậy. Nhưng mà ở quê em thì cái này gọi là Mohican. Quê Hưng, anh không giỡn với em. Anh nói là Mohican. Bây giờ vô đây, bây giờ xong rồi vuốt lên là lại ra kiểu này. Nha, anh không thích như vậy bởi vì anh thích Mohican. Anh vô đây anh mất cắt Mohican mà tụi em cắt ra cái đầu như vậy là anh không thích. Là bây giờ lên kia xả lại rồi vuốt lại Mohican cho anh nhá. Bây giờ em biết cái gì, cái đầu cái tóc này bây giờ em biết sao không? Sao vậy? Cái đầu này nè. Nó quá đẹp. Nó là bị quá đẹp. Anh mà biết. Anh mà đi trước anh cắt mẹ nó từ đầu mẹ nó rồi. Bởi cái đầu tóc Mohican giờ mới cảm thấy. Giờ mới cảm thấy là hoang mang. Giờ anh mới cảm thấy cái đầu Mohican nó quế nè. Không, bây giờ cảm thấy bây giờ nó mới ngon nè. Bây giờ tự nhiên cảm thấy nó đẹp. Đó thì cái này là chị. Tao đẹp mà không tin à. Mặt mày to như vậy mày phải cắt như này. Được không? Tao mà không bỏ qua nhé. Mặc dù đẹp thật. Như cảm ơn em nói nhờ nó tư vấn chứ không phải là cho mày. Tao tư vấn á. Không phải là cho mày. Tao tư vấn. Cảm ơn em rất nhiều. Em và chị Hằng có ngồi lại và có quyết định là đưa ra một cái chọn tóc mới cho anh, là chọn tóc khác không phải là Mohican nữa, để cho anh thay đổi diện mạo hoàn toàn luôn. Bởi vì là anh thích kiểu đơn giản cho nó ấy, hiểu không? Nhưng mà cái kiểu như xưa giờ anh đâu bây giờ? Em phổ biến rất nhiều hơn. À, có em đang phổ biến rồi, nó nằm trong bộ sưu tập mà. Đen tu sai mới. Đấy. Có cả bạn trai đấy. Cảm giác nó mới mẻ, nó kiểu nó kỳ kiểu gì á. Rồi, ok, và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã thành công được một màn chôn. Và thứ hai thì anh cũng đã chôn lại được chúng tôi. Thì ra là nó đã có dùng ý ngay từ đầu. Hẹn gì hôm nay nó xuất hiện. Nó đi theo mình cũng nghĩ rồi. Thôi đi về. Từ đã. Và các bạn cũng đừng quên ấn subscribe kênh Bam CTV Chedi và kênh Vĩnh Vớ Vẩn nha các bạn nha. Các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em. Với tất cả anh em thì ngày hôm nay thì sau khi mà xong cái kiểu tóc này thì mình cảm thấy là khá là ghê, bởi vì là đầu tiên Hằng dám trôi mình vô thẳng 30 size mà dám nói thay đổi cho mình kiểu tóc này, mặc dù kiểu tóc này rất là đẹp nha anh em. Và nó lại hôm nay lại liều mạng thêm một lần nữa, dám nói mình ở nhà coi nhà, nhưng mà với điều kiện nói với nó là cho mượn cái iPhone Pro Max để ở nhà thì mình sẽ ở lại nhà coi nhà cho nó. Ok, còn hôm nay thì bây giờ các bạn ở đây nó có hai cái này là cái thiệt nha các bạn, còn cái này là cái mô hình.
Ok, cái này cái thiệt, cái mô hình và anh em chắc cũng biết là mình định làm cái gì với cái điều này đúng không anh em? Ok, và mình sẽ làm một cái màn đó là đập iPhone 11 này trước mặt nó để xem thử như thế nào nha các bạn nhé. Này là thiệt, đây là mô hình, xíu này mình sẽ đập cái mô hình này nha anh em nha, anh em cái chỗ cuối cùng. Ở đây thì ngày hôm nay thì mấy anh em chuẩn bị máy móc rất là kỹ. Đây có một anh người anh bà nữa, có đèn. Đó rồi mình là chuẩn bị loa và tất cả mọi thứ rất là kỹ ở đây rồi. Đây nha anh em nhé. Rồi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rất là hoành tráng cho cái màn này rồi. Ok anh em nhớ theo dõi clip đến cuối cùng nha anh em nhé. Ok. Chào anh em. Hôm nay sẽ là một màn trình vô cùng đặc biệt của anh chị Phơ Bồng. Mọi người cùng đón xem nha. Lâu quá chưa về. Lâu quá. Giờ sao? Em cứ ngồi chờ thôi. Chờ tối thì sao? Mấy ngày nay mưa gió thì mẹ không? Mà chôn khá là con khô. Con khô mà. Ừ. Anh em có quay phim bây giờ mình ngồi đây. Nói chung là mình ngồi trong này là mình rất là an toàn, không thể là gì được mình hết. Tôi thấy không an toàn. Ok, về rồi. Về rồi. Ok. Anh em. Bất ngờ, bất ngờ. Bất ngờ, bất ngờ. Bất ngờ, bất chắc nay Hằng bất ngờ lắm khi mà không mở được cái cửa đó đúng không? Cái cửa đó cũng giống như tiếng lòng của mình vậy đó. Không, không cần mở cửa để nói chuyện đâu, Hằng cứ đứng đó chứng kiến. Hôm nay chúng tôi sẽ làm một điều, làm một điều cho Hằng vô cùng hạnh phúc. Hằng cứ đứng đó đừng nói gì hết, đừng nói gì hết. Hạnh phúc đến với Hằng. Hằng chuẩn bị nha. Mời Bách Vĩnh. Kính thưa, quý vị, kính thưa đại kiến, kính thưa luôn sĩ, có lẽ là bọn Hằng khi mọi người đến đây, bọn đứng bên ngoài, toàn thấy tất cả mọi thứ ở đây, thì cảm xúc của bạn chắc có lẽ là bối rối, xao xuyến và rất là nhiều thứ. Còn hôm nay có một cái màn rất là đặc biệt. Thật ra thì hôm nay là một cái ngày cơ hội để Bá Kiến muốn bày tỏ, nói hết những cái sự tâm tư của mình, nói với Hằng, đều hết tất cả cái tình cảm, mong Hằng sẽ đón nhận cái điều này. Hôm nay Vĩnh sẽ tiến hành đọc. Đọc cái gì thì mời Bác Vĩnh rút ra. Thì giống như Hằng cũng đã làm những cái điều mà rất là tình cảm với Vĩnh. Thôi Hằng đừng nói vậy. Hãy để tình cảm nói cho nghe. Không cần nói vậy. Tất cả hãy lắng nghe bằng con tim. Nghe bằng con tim đi. Đừng sợ gì hết. Đừng. Hãy lắng nghe tiếng lòng của mình. iPhone XS 11 Pro Max. Giá chuyện thị trường nghe nó 38 triệu đúng không Hằng? Hãy lắng nghe và cảm nhận tiếng con tim của mình. Làm đi anh. Tám mươi tám triệu. Ê, nó mới có một vết nứt nho nhỏ. Đưa qua bên coi không? Vết nứt nho nhỏ. Kìa. Nứt nho nhỏ. Nhưng mà thôi. Tiếng trái tim như vụn vỡ, tiếng xứ trong như tiếng hét xa, trăng lòng cổ thụ bóng lòng hoa, cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ. Nè. Không, đừng đập, thả. Cầm trên thả xuống. Đưa quay phim coi. Bách! Có một cửa. Này,
Trời ơi, nét luôn rồi. Tuyên bố kết quả đi. Hết đơn tuyên bố kết quả. Rồi. Thì đó là những gì tình cảm chất chứa của bác Lê Trọng Vĩnh, tự gọi Vĩnh vớ vẩn, đem đến cho bạn Kim Hằng. Thì sau khi coi những cái những hành động đó thì Hằng đã bỏ đi luôn rồi. Cái gì bỏ đi rồi vậy sao? Nó tưởng đi qua thiệt. Ước gì đó được rồi. Thì hát thêm á. Tức là không biết là đi làm gì thôi. Ok anh em bây giờ là mình sẽ cắt máy nhau rồi đi ra. Mình gặp nó là lui đó vô chứ không để nó mấy con đi tự tử. Thôi mà anh lo đi, tôi cũng lo rồi. Thôi anh lo đi, anh lo. Thôi lo kìa. Quá thiệt rồi.